mừng anh em trở lại với Auto Việt Nam trong chuyên mục xe cũ, xe đã qua sử dụng của chúng tôi. Ngày hôm nay Auto Việt Nam xin phép được giới thiệu tới anh em mẫu xe Fortuner phiên bản sử dụng máy xăng một cầu số tự động, sản xuất lần đầu tiên vào năm 2016, đăng ký lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2016 tại Hà Nội. Đây là một trong những mẫu xe ở thời điểm năm 2016 có cái mức giá bao gồm cái chi phí đăng ký xe lên tới xích xoát gần 1,2 tỷ đồng. Và hiện tại nó đang được trưng bày tại Salon Hoàng Gia Bảo Tín có địa chỉ tại số 8 Thành Thái, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, chào bán với mức giá là 750 triệu đồng. Anh em có thể thấy cái phần mặt ca lăng phần phía đằng trước đây và phần nắp capo xe nó còn giữ được những cái đường nét rồi những cái sự khăng khít giữa những cái khớp nối. Chiếc xe Fortuner sản xuất năm 2016 này được sử dụng hệ thống chiếu sáng projector như anh em có thể thấy thôi. Và phần cụm đèn này mặc dù hiện tại nó đã trải qua 4 năm tuổi, thế nhưng mà phần cụm đèn chiếu sáng hai bên của chiếc xe này nó còn giữ được những cái độ tinh khiết, độ trong của mặt kính. Tí nữa chúng tôi sẽ cung cấp những hình ảnh chi tiết kỹ lưỡng về cái phần chi tiết đèn này của chiếc xe này. Chúng tôi muốn chia sẻ cho anh em một chút ở phần phía bên hông, nhất là phần la răng xe. Phần la răng này thì đã được sơn nhám theo phong cách thể thao để giúp cho chiếc xe này có những cái khỏe khoắn, và đồng thời là anh em có thể thấy là cái mẫu xe này thì được sử dụng là bản ốp là 265/65 và đây là la răng 17 inch. Đó. La răng 17 inch anh em nhé. Hiện tại mẫu xe Fortuner đang đứng ngay cạnh tôi ngay lúc này đang được trưng bày tại Salon Hoàng Gia Bảo Tín và được chủ salon chào bán với mức giá là 750 triệu đồng. Và nếu như anh em nào đang quan tâm tới mẫu xe này và có thiện chí muốn sở hữu một chiếc xe SUV linh hoạt cơ động như Fortuner thì anh em hãy nhấc máy lên và gọi điện thoại cho chủ salon xe. Và số điện thoại chúng tôi đã đặt ngay ở phía bên dưới màn hình của anh em. Và anh em đừng quên đọc Phát Auto Việt Nam để nhận được một mức giá hỗ trợ tốt nhất đến từ phía chủ salon xe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.